Hãy đặt tay lên đầu gối. Nhắm nhẹ đôi mắt. Hãy thả lỏng vầng trán và đôi chân mày. Thả lỏng đôi bờ vai. Thả lỏng cột sống cổ và cột sống lưng. Hãy thả lỏng đôi đầu gối. Ngay lúc này, hãy để cơ thể ta được hoàn toàn thả lỏng và thư giãn. Hít vào thật chậm, thở ra thật êm. Hít vào thật sâu, rồi từ từ hãy thở hết, thở hết. Hãy cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra qua cánh mũi. Hít vào thật chậm, thở ra thật sâu. Ngay lúc này, hãy lắng nghe âm nhạc hòa quyện cùng với hơi thở và cảm nhận ta đang ngồi thiền trong tư thế rất bình an. Mời cả lớp hãy hít vào thật sâu, cúi đầu giữ hơi. 4, 3, 2, 1, ngẩng đầu lên từ từ thở hết. Hít vào thật chậm, cúi đầu giữ hơi. 6, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ ngẩng đầu lên thở, thở hết. Một lần nữa hít vào thật sâu, cúi đầu và chúng ta giữ hơi. 7 6 5 4 3 2 và 1, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng thở ra thật chậm. Rồi mời cả lớp chúng ta hãy điều hòa hơi thở và thoát thiền. Xoa thật nóng đôi lòng bàn tay. Rút đi, rút. Rút lại. Sau đó khum nhẹ tay lên mắt. Hãy đón nhận hơi ấm từ đôi lòng bàn tay. Một lần nữa xoa nóng đôi lòng bàn tay. Đưa nhẹ tay lên mắt, khung lại và chúng ta hãy đón nhận hơi ấm. Sau đó đưa tay ra xa, nhìn vào lòng bàn tay để điều tiết lại mắt. Hãy thu tay về phía trước ngực và cúi đầu chào nhau. Namaste. Mời cả lớp chúng ta hãy ngồi thả lỏng ở trên đầu gối, trên thảm. Hít vào nâng cằm và thả lỏng đỉnh đầu phía sau. Hãy nhắm mắt và cảm nhận tư thế của mình. Thở ra thật chậm, hãy kéo cằm sâu về phía hõm cổ. Hít lên. Thở ra, kéo cằm về phía hõm cổ. Hít vào, nâng cằm và thả lỏng đỉnh đầu. Hãy đưa cao cằm lên để cảm nhận toàn bộ vùng da phía trước cổ của mình đang được kéo giãn. Thở ra thật chậm, kéo cằm sâu về phía hõm cổ. Hãy thả lỏng đôi bờ vai. Hít vào, nâng mặt hướng thẳng. Thở ra, hãy nghiêng đầu sang phải. Nghiêng đầu và hướng cái tai về phía bên vai phải. Hít lên,
Thở ra nghiêng sang bên trái. Hãy chỉ cái vai bên phải xuống để chúng ta cảm nhận rõ hơn về tư thế của mình. Hít lên. Thở ra sang phải. Hít lên. Thở trái. Hãy cúi đầu từ bên trái và chúng ta xoay 7 đốt sống cổ. 5 4 3 2 và 1, xoay ngược lại. 1 2 3 4 và 5. Rồi mời cả lớp chúng ta hãy mặt hướng thẳng về phía trước. Thả lỏng hai chân và thả lỏng hai vai. Chị Cúc thả lỏng cái vai xuống. Rồi hai tay vươn cao lên, hít thật sâu. Thở ra hãy nghiêng lườn sang phải. Tay phải chúng ta đặt nhẹ ngang hông, nghiêng lườn về phía bên phải. Hãy ghìm cái mông và đầu gối bên trái xuống. Hít lên. Thở ra nghiêng trái. Xốc cao cái vùng nách bên phải lên để chúng ta kéo giãn tối đa cái vùng lườn. Hít lên. Thở sang phải. Nhẹ nhàng thả lỏng cái bả vai bên phải. Trùng nhẹ khuỷu tay phải. Và ai tốt hơn chúng ta có thể chạm khuỷu tay về phía thảm. Hít vào. Thở ra nghiêng lườn sang trái. Thả lỏng vai trái. Chạm nhẹ khuỷu tay về phía thảm. Mở ngực lên và hướng mắt nhìn sang bên phải. Hít lên. Lần nữa sang bên phải, thở chậm. Nghiêng nhìn hướng sang phía bên trái của mình. Mở lồng ngực và thẳng tay bên trên ép sát vào tai của mình. 3 2 1 hít lên. Thở ra nghiêng sang bên trái. Thả lỏng bả vai trái. Mở lồng ngực và hướng mắt nhìn sang bên phải. 1 2 Mở ngực lên, nâng đầu lên Ngọc ơi. Không, đúng rồi, không thả lỏng đỉnh đầu. Và 1 Nâng người dậy, vươn cao hai tay. Thở ra hãy xoay người sang phải. Tay trái chúng ta chống bên hông và tay phải chống phía sau thảm. Xoay vai, mở ngực, hướng mắt nhìn về phía vai phải. Mở ngực lên. Huệ ơi. Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra xoay người sang trái. Tay trái chống ngang hông và xoay vai, hướng mắt nhìn về phía sau. Nhìn xuống, lưu ý không ngước mắt nhìn lên. Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra xoay người sang bên phải. Tiếp tục, ai tốt hơn đi quá bán cái tay phải sang phía thảm trái. Thêm chút nữa, mở lồng ngực, mở vai ra. Hít lên. Xoay người sang trái. Đúng rồi, đi bộ cái tay trái sang phía bên thảm phải. Mở ngực lên chị. Tiếp tục đi bộ cái tay này sang thêm chút nữa. Đúng rồi. Hít lên. Thở ra sang phải một lần nữa. Tiếp tục đi bộ cái tay phải qua bán sàng. Đúng rồi, ai tốt hơn tiếp tục đi cái tay trái sang thêm chút nữa. Sau đó trùng nhẹ khuỷu tay và hạ trọng tâm về phía sau thảm. Hướng trán về phía sau, đúng rồi. Hãy nâng cái khuỷu tay bên trái lên, hướng lên ạ. Chống tay lên, hai khuỷu tay hướng lên, hạ trọng tâm, đúng rồi. 3 2 và 1, xoay người lại, vươn dài hai tay. Hít lên, sang bên bên trái. Đúng rồi, đi bộ cái tay trái thêm chút nữa. Sau đó trùng khuỷu tay và hạ trọng tâm về phía sau thảm. Đúng rồi, ưu tiên chúng ta hai mông chạm thảm và hiệu khuỷu tay hướng lên để chúng ta tiếp tục kích hoạt vào cả vùng bả vai. Mở tay thêm chút nữa. Đúng rồi. 3 2 và 1, xoay người lại, đầu thảm vươn dài, hít thật sâu. Thở ra chúng ta buông hai tay và duỗi dài chân về phía trước. Mời cả lớp chúng ta tách hai chân và lắc nhẹ hai bên đùi của mình. Sau đó nâng gối nhịp nhàng lên xuống về phía thảm của mình để chúng ta tiếp tục thả lỏng cái vùng cơ đùi và khớp háng. 3 2
và một mọi cả lớp chúng ta để hai chân tách rộng bằng hông của mình, bằng hông thôi, thu chân vào chỉ bằng hông của mình, vươn cao hai tay, hít vào thật sâu, thở ra tiếp tục vẫn xoay người sang bên phải, hai tay phía sau thảm của mình, đi bộ cái tay bên phải nữa đi Hải, sau đó trùng nhẹ khuỷu tay, rồi tốt lắm, hạ vai bên phải về phía thảm, trượt cái tay phải sang bên trái và hạ vai về phía thảm, tiếp tục nữa, đúng rồi, không hạ đầu, chúng ta nâng đầu lên để thẳng cái vùng, đúng rồi, tốt lắm, giữ ở đây và hít thở sâu đều, xuống thêm chút nữa đi, các chị hạ hẳn vai về phía thảm, cứ trượt tay chéo xuống ấy chị, chéo xuống, 3, 2 và 1, đúng rồi, xoay người lại, hít thật sâu, thở ra xoay người sang trái, tiếp tục lại đi bộ cái tay trái sang bên thảm phải và chúng ta có thể hạ vai về phía thảm. Đúng rồi, hạ tay chéo như vậy, chị hạ vai đi. Rồi, mặt hướng nhìn sang bên trái, chị hướng mặt nhìn sang đây bên trái đây. Đúng rồi, thả lỏng cái vùng bả vai nào. Hạ cái mông xuống một chút, hạ cái mông bên phải xuống, đúng rồi. 3, hơi nâng nhẹ đầu lên chị Hiền. Đúng rồi, không bị nghẹo cổ. 2 và 1, xoay người lại, hít vào thật sâu. Thở ra, lần này chúng ta hạ khuỷu tay phải về phía thảm sau thảm. Hạ khuỷu tay phải nhưng các chị xoay cái bàn tay vào lưng của mình. Nào, hạ khuỷu tay xoay về phía mông, xoay bàn tay về phía mông của mình. Đúng rồi, hạ cái khuỷu tay gần sát với lưng của mình hơn. Xốc bả vai bên phải lên, hướng mắt nhìn sang bên phải. Đúng rồi. Hít vào, rút chân trái lên. Chúng ta ôm vòng đùi phía bên trái và ai tốt hơn chúng ta hai tay nắm lấy nhau ở phía sau lưng. Đúng rồi chị Liễu. Đúng rồi, nếu ai chưa được chúng ta lấy cái tay trái bám vào chân và đùi vào đùi và chị. Mở ngực là mắt nhìn sang bên phải. Đúng rồi, thẳng gối đi. Hãy hướng thẳng cái gối, vuốt mũi bàn chân bên trái lên. Xốc bả vai bên phải lên. Đúng rồi. Nâng đầu lên chút nữa rằng. Đúng rồi, không hạ đầu. Level 1 chúng ta giữ ở đây. Tiếp tục nữa, ai tốt hơn rút chân phải lên khỏi thảm, siết cơ đùi lại, tốt lắm. Thơm giữ ở đây, tốt. Hướng mắt nhìn xuống vai, không nhìn ngước lên. Thẳng chân, cả hai chân thẳng gối, tốt lắm. 4 3, tiếp tục kéo cái đùi này lên. Đúng rồi. 2, xốc cái bả vai lên em. Và 1, xoay người lại, hạ chân về phía thảm, nâng cao người dậy, vươn dài hai tay, hít sâu, xoay người sang trái, chúng ta lại hạ khuỷu tay trái và xoay bàn tay về phía mông của mình. Đúng rồi, xoay mặt hẳn nhìn sang bên trái này chị, nâng lên. Đúng rồi, sau đó rút chân phải lên, hãy vòng tay phải ôm về phía đùi của mình, ôm từ bên trong ra và ai tốt hơn nắm hai chân vào nhau, hai tay vào nhau, vuốt căng mũi bàn chân. Đúng rồi, thẳng gối nào. Mở ngực lên. Tiếp tục ai tốt hơn chúng ta rút chân bên trái lên nữa nào. Xốc bả vai lên Huệ. Chống cái khuỷu tay. Đúng rồi, xốc vai lên và hướng mắt nhìn về phía vai bên trái. Nào, vòng cái tay này từ bên ngoài vào. Đúng rồi. Hướng mắt nhìn về vai trái. 4 3, đúng rồi, thẳng gối chút nữa đi Thơm. 2 và 1, xoay người lại, hạ chân xuống và nâng cao người lên. Hít thật sâu. Thở ra, hãy gập dài về phía trước, kéo giãn toàn bộ cơ thể, cơ gân kheo, đạp thẳng, mũi bàn chân hướng về phía đầu của mình. Ai căng cơ chúng ta có thể trùng nhẹ hai gối. Rút nha, rút đi. Cứ rút. Rút mạnh đi. Mở căng lồng ngực lên nào, không cú lưng. 3 2 và 1, hãy nâng người lên cao và rút tay lên. Thở ra buông nhẹ hai tay, chúng ta chống hai lòng bàn chân về phía thảm. Rồi hai đầu gối chúng ta hãy tách rộng bằng hông cho em. Lòng bàn chân bám sát về phía thảm nào, vươn cao hai tay, hít vào. Thở ra hai tay chúng ta chống phía sau thảm. Mũi tay quay về phía mông của mình.
Xoay vai, mở lồng ngực, bấm bàn chân lại, hít, nâng cao mông lên. Mở lồng ngực và hướng mắt nhìn về phía mũi, không ngước đầu. Hãy kiểm soát vùng cổ của mình, không thả lỏng. Vẫn xuống nhưng... Đúng rồi. Tốt lắm, lên mông thêm chút nữa. Thở ra, hạ mông xuống, chúng ta nhón nhẹ cái ức tay lên, cúi đầu về phía gối của mình. Tiếp lần 2, xoay vai, hạ ức tay xuống, hít vào, nâng cao mông lên. Quận xương cùng và chúng ta nhớ kiểm soát đầu gối của mình, không tách mở rộng. Hai đầu gối chỉ mở rộng bằng hông, lên hông thêm chút nữa. Đúng rồi, đẩy cái hông lên, mở cái ngực ra. 3, 2, lên thêm chút nữa nha. Và một, thở hạ mông xuống, nhón nhẹ tay và cúi đầu về phía đầu gối của mình. 1, 2, và 3, nâng người dậy. Giữ nguyên cái tay trái, tay phải lên cao ép sát mang tay của mình. Xoay lại bàn tay trái ra cuối thảm. Xoay mũi bàn tay, đúng rồi. Xoay tay phải sang trái, hít vào mông lên cao. Xoay mặt nhìn về bàn tay trái, đúng rồi. Sau đó đưa cái tay phải bám vào bả vai trái của mình. Từ đằng trước lại, đúng rồi. Ai tốt hơn chúng ta lần tay về phía khoeo. Lần cái tay phải về phía khoeo tay trái, đúng rồi, hướng mắt nhìn về dưới. Cố gắng nào kiểm soát cái vùng hông, đẩy cái hông bên phải xuống. Chúng ta cảm nhận cái cơ liên sườn của mình đang được vặn xoắn tối đa. Gập tay về phía bả vai, sau đó lần về phía dưới của mình. Đúng rồi, đẩy hông lên thêm chút nữa. 3, 2, đây phía trước em. Phía trước buông tay này ra. 1, thở ra, hạ mông xuống, hai tay vươn lên cao. Lần nữa tay phải phía sau, mũi tay xoay về cuối thảm chị. Rồi hít vào, nâng cao mông lên, xoay tay trái sang phải, đẩy hông lên cao. Tiếp tục đặt tay phải về phía bả vai, tay trái về phía bả vai, lần nhẹ về phía khoeo tay, đúng rồi. Cố gắng đẩy hông lên thêm chút nữa, tốt lắm. Hướng mắt nhìn về phía bàn tay phải ở dưới, đúng rồi. Ai tốt hơn chúng ta lần về phía khoeo tay, tốt lắm. Sau đó chúng ta đẩy cái hông bên trái lên nào, đúng rồi. 4, 3, 2, và 1, thả mông xuống, hai tay vươn dài lên, hít thật sâu. Thở ra, chúng ta thu tay lại, xoay hai cái mu bàn tay vào với nhau và chúng ta lắc nhẹ cái cổ tay của mình. Tì hai cái mu bàn tay vào nhau và lắc nhẹ nhàng hai cái cổ tay. Thả lỏng vai xuống chị Cúc, đừng rụt cổ. 4, 3, 2, và 1, tiếp tục lần nữa. Hai tay lên cao, chúng ta thu gối lại bằng hông thôi. Vươn hai tay lên cao, tay trái phía sau lưng của mình. Mũi tay xoay về cuối thảm. Hít vào, nâng cao mông lên, mở căng lồng ngực và đẩy hông lên cao. Đúng rồi. Xoay vai, úp cái vai bên phải xuống, tiếp tục đặt tay phải về phía bả vai. Ai tốt hơn lần này chúng ta có thể lần về phía cổ tay của mình. Đúng rồi. Tập trung ý thức vào cái vùng hông bên phải của mình. Tay lần theo nhưng phải xoay cái hông lại. Tốt lắm. Đẹp quá nào. Hít thở sâu đều. 4. Đúng rồi. 3, đẩy hông lên chút nữa. 2, gắng lên. Và 1, thở hạ mông xuống. Hai tay chúng ta rút lên cao, hít thật sâu. Tay phải phía sau. Tiếp tục xoay tay trái sang phải, hít vào mông lên cao. Rồi sau đó lại đặt cái bàn tay trái về phía bả vai của mình. Lần nhẹ nhàng về phía khoeo tay. Đúng rồi, cổ tay tốt lắm. Sau đó chúng ta ý thức vào cái mông này em. Xoay cái hông lại. Đúng rồi. Toàn bộ vùng cơ liên sườn đang được vặn xoắn. Đẩy hông lên thêm chút nữa. Đúng rồi. 4, tốt. 3, 2, và 1, xoay người lại, hạ mông xuống, vươn dài, hít vào thật sâu. Rồi bỏ mở, tách gối sang hai bên, chúng ta đi bộ hai tay về phía trước. Gập ép bụng về lọt giữa hai chân của mình. Nhón tay nâng ngực lên. Hải ơi không gù lưng nào. Nhón tay đi bộ, chúng ta nâng cái ức bàn tay lên. Đi bộ về phía trước và toàn bộ cơ gân, toàn bộ vùng cơ phía sau lưng của mình đang được kéo giãn. Mở ngực lên chị. Đúng rồi. 3, tốt lắm. 2,
và một xoay người lại, nâng cao tay lên, hít thật sâu, thở ra buông nhẹ hai tay. Mời cả lớp chúng ta xoay chân ở tư thế cái bàn, xoay chân ra sau và chúng ta ở tư thế cái bàn. Hai tay chống phía trước, xốc cao bả vai lên, quận cái xương cùng xuống và ôm sát cái cơ bụng về phía cột sống của mình. Hít vào thật sâu, mở lồng ngực, hạ hông, vươn cằm về phía trước. Xốc vai lên nào, không gù lưng, hạ hông nào, Yến ơi. Hạ hông xuống, vươn cằm về phía trước. Thở ra rút sâu rốn và thu cằm về phía hõm cổ. Vẫn cằm, vẫn thu em, vẫn thu sâu cằm, chúng ta chỉ không lên vai thôi. Thở ra rút rốn, hạ hông xuống. Đúng rồi, chúng ta làm mềm, linh hoạt các đốt sống của mình. Đẩy gối ra sau em ơi, đầu gối dưới hông. Thở ra rút rốn, cuộn lưng và đẩy vai lên cao. Đau tay à? Lần nữa hít vào, hạ hông, vươn cằm và chúng ta hãy thả lỏng toàn bộ cái đốt sống lưng ra. Vươn đẩy ngực về phía trước. Xốc bả vai lên cho em, không rụt cổ nào. 3, 2 và 1. Rồi chúng ta hãy giữ lưng ở vị trí thẳng. Thẳng lưng ạ, ôm cái cơ bụng vào cột sống của mình. Quận cái xương cùng xuống, giữ lưng thẳng. Đúng rồi, chống tay phải về giữa thân người của mình. Di chuyển tay phải về giữa thân người. Rút tay trái vươn dài lên và hít thật sâu. Hướng mắt nhìn lên theo tay trái của mình. Đúng rồi, xoay cái vai phải sang phía bên trái. Tiếp tục nào, tiếp tục thêm chút nữa. Đúng rồi, xoay lại tay, chống tay trái về vị trí giữa thân người. Rút tay phải lên cao, rút cao cái cổ lên, xốc cái vai lên. Đúng rồi, hướng mắt nhìn theo tay. Thở ra, tiếp tục xoay hạ tay phải xuống, rút tay trái lên theo. Nào, khi xoay em lưu ý không, đúng rồi, xoay cái cùi trỏ sang hai bên, không đánh cái hông vẹo người đi rồi em gái ơi. Nào, đẩy giữa thân người, đúng rồi, chúng ta chỉ mở vai mở ngực thôi. 3, 2 và 1. Thở ra, chúng ta hạ cái vai trái, luồn tay hạ vai trái và má đầu trái về phía thảm của mình. Đúng rồi, hạ dài cái đầu ra, không rụt cổ về phía vai của mình đâu. Hít vào, rút tay phải vươn dài lên cao. Thở ra, hãy vòng tay phải phía sau lưng và lần vào má đùi trái của mình. Mở ngực, hướng mắt nhìn lên vai trên. Đúng rồi, tốt lắm. Đúng rồi, hãy đưa tay lần về phía đùi của mình. Mở lồng ngực lên. Đúng rồi, 3, 2, 1. Chúng ta giữ nguyên tư thế ở đây. Ai tốt hơn? Hít vào, rút chân phải đá lên cao. Tốt, tập trung và cân bằng, mắt vẫn hướng nhìn lên vai trên cho em nào. Tốt lắm, nâng chân lên cao thêm chút nữa. Đúng rồi, tập trung cân bằng lại cho em. 4, tốt, 3, Ngọc làm đi Ngọc ơi. 2 và 1, thu hạ chân về phía thảm. Đúng rồi, thu tay phải về phía ngang ngực và nâng người dậy. Rút rốn, cuộn lưng về con bò nào, đẩy cái vai lên và rút sâu cái rốn lại, cúi sâu cằm về phía hõm cổ. 3, 2 và 1, tiếp tục đưa cái tay phải về giữa thân, đưa cái tay trái về giữa thân người của mình. Hít vào, rút tay phải lên cao, xốc cao cái bả vai lên. Thở ra, luồn tay phải sang trái và hạ bả vai về phía thảm. Đúng rồi, hạ dài ra. Tốt. Hít vào, rút tay trái vươn dài lên cao. Mở lồng ngực, xoay tay lần về phía đùi bên phải của mình. Mở lồng ngực lên chị, đẩy vai, mở lồng ngực, tốt lắm. Tiếp tục thêm chút nữa. Đúng rồi, tì chắc cái bả vai của mình lại và hít vào, rút chân trái lên cao. Đúng rồi, lên thêm chút nữa, tập trung cân bằng lại cho em nào. Hướng mắt nhìn lên vai trái, nếu có thể, Ngọc có thể giữ nguyên chân cũng được. Đúng rồi, cứ tập trung lại, cân bằng. Đúng rồi, 4, tốt lắm, chúng ta làm lại nào. 3, 2, và 1, hạ chân xuống, thu tay về ngang ngực và chúng ta nâng người lên.
cuộn lưng thu sâu cằm về phía cổ của mình. Thở ra thật chậm. Một, hai và ba. Rồi chúng ta hãy nâng người dậy. Nâng được người dậy và bước chân phải sang ngang ở tư thế cánh còng. Hãy để cái mũi chân bên phải hơi chếch chéo về phía trước. Đúng rồi, nâng người lên chị Hiền ơi. Vươn dài hai tay lên, hít vào thật sâu. Thở ra, hãy xoay người sang chân phải. Thở ra, gập người dài về phía chân bên phải. Hai tay đặt nhẹ ở phía cổ chân của mình. Ai tốt hơn, ép sâu bụng về phía đùi. Đúng rồi, nhướn cái ngực lên để chúng ta kéo dài tất cả các đốt sống. Hai và một, xoay người lại, vươn dài hai tay. Thở ra tiếp lần nữa, xoay người sang phải. Lần này hai tay chúng ta đi bộ phía má ngoài của chân phải. Tiếp tục đi bộ hai tay. Má ngoài của chân, má ngoài của chân Hải ơi, má bên này. Đúng rồi, thêm chút nữa nào. Cảm nhận toàn bộ vùng cơ liên sườn bên trái của mình đang được kéo giãn toàn bộ luôn. Thêm chút nữa, đúng rồi, chúng ta cứ nhón tay đi bộ và theo khả năng của mình. Hãy làm thật chậm rãi và lắng nghe cơ thể. 3, thẳng gối ra chút nữa em gái ơi. 2 và 1, nâng người dậy, hai tay vươn dài. Thở ra tiếp tục một lần nữa, xoay sang chân phải. Bên phải em, đúng rồi, hai tay phía ngoài thảm nào. Lần này ai tốt hơn, hãy đưa cái tay bên trái về phía gót chân. Xoay chống mũi chân lại. Tay kia, tay trái. Đúng rồi, chúng ta cứ lần nhẹ nhàng. Ý thức vào cái vùng thẳng nào, nâng người lên. Đi bộ dần. Đúng rồi. Sau đó rút cái tay phải lên cao, ép sát về phía mang tai của mình. Đúng rồi, tốt lắm. Cố gắng ghim cái mũi chân xuống không độ. Đẩy hông lên đi Hạnh, đẩy hông lên. Đứng trên đôi đầu gối. Đúng rồi, tay này. Rồi, vươn tay, vươn ép sát mang tai. 3, thẳng gối chút chị Thu. Tốt lắm. 2 và 1, xoay người lại. Chống hai tay về phía trước thảm của mình. Chống tay xuống. Thu gối lại về cái bàn. Cuộn lưng thu sâu cằm về phía hõm cổ. 3 2 và 1, nâng mặt lên. Bước chân trái sang ngang và nâng người dậy. Giơ cao hai tay, hít vào thật sâu. Xoay người sang bên trái, hai tay chúng ta về phía cổ chân. Gập sâu người và ép sát bụng về phía đùi của mình. Nhấn nhẹ cái ngực lên cho em để chúng ta giữ thẳng cuộc sống. Thêm chút nữa Hải ơi, cứ để thả lỏng hai tay phía hai bên chân. Đúng rồi. Hít vào, xoay người lại, nâng cao hai tay. Thở ra, xoay người sang bên chân trái. Lần nữa hai tay đi bộ phía bên ngoài chân của mình. Đi bộ tay và hướng thẳng đầu gối. Ai tốt hơn, ép sâu, vẫn sâu bụng về phía đùi. Căng cơ quá, chúng ta hỡi trùng nhẹ gối bên trái lại. Hít vào, hai tay lên cao. Thở ra, vẫn xoay người sang bên trái. Lần này đi bộ qua bán hàng. Tập trung và kiểm soát. Thở ra thật chậm, càng thở. Thở ra đến đâu chúng ta đi bộ tay ra đến đó. Đúng rồi, mục tiêu của chúng ta là cái tay phải về phía gót chân phải. Hãy làm thật chậm và cảm nhận cơ thể của mình. Đúng rồi, tốt lắm. Tới đâu rồi chúng ta căng và dừng lại ở đấy. Rút tay bên trái lên, ép sát về phía mang tai. Đúng rồi. Thẳng gối ra một chút nào. 4 3 Đúng rồi. 2 Chuẩn bị vào gót chân à. Xoay cái chân này vào một chút nữa. Đúng rồi. Thôi, tốt. 3 2 và 1, xoay người lại, vươn dài hai tay, hít vào thật sâu. Thở ra, chống hai tay phía trước, thu gối lại về tư thế cái bàn. Rút rốn cuộn lưng, đẩy vai lên cao. 4 3 2 và 1, mời cả lớp chúng ta hãy nâng mặt lên, vuốt mũi chân, hạ cái mu bàn chân xuống và ngồi về kim cương. Thả lỏng hai vai và chúng ta hít thở điều hòa.
Hít vào thật sâu, hai tay lên cao. Thu tay lại chắp về phía trước ngực của mình. Lần hai, hít lên, nâng mặt hướng mắt nhìn lên theo tay. Thở ra kéo tay thu về phía ngực của mình, cúi đầu. Hít lên, thở hết. Hít vào thật chậm, thở ra thật dài. Một lần cuối, hít vào thật sâu, thở hết, kéo cằm về phía cổ. Rồi mời cả lớp chúng ta hãy nâng mông ký bàn tay, nâng mông ký mũi chân và lên về ngược. Nâng gối lên, đúng rồi. Đẩy cao đỉnh mông và rút sâu cái rốn lại. Rút rốn view mông, mở căng lồng ngực. Hít thở nào, hạ gót chân xuống một chút nữa chị Huê. Hai chân hãy mở rộng bằng hông. Đúng rồi, nâng mặt chân phải bước lên giữa hai tay. Nâng cao người dậy, chiến binh, hít vào. Không nhào người về phía trước ạ, giữ lưng thẳng. Quặn cái xương cùng lại để giữ thẳng cột sống. Hạ hông xuống lan, nâng gót chân sau lên ạ. Gót chân trái, đúng rồi. Xoay cái hông trái về phía trước để hai cái hông của chúng ta được cân bằng nhau. Đúng rồi. Thở ra hay chống hai tay lại chân của mình. Rút chân ra sau tấm ván cao. Tấm ván cao, xốc bả vai lên nào. Hai chân chúng ta tách rộng ra một chút. Hai chân tách rộng hơn hông. Rồi ạ, xoay gót chân sang bên phải. Rút tay trái lên cao, ép sát về phía mang tai. Đẩy cái hông lên cao thêm chút nữa và thẳng hai gối nào. Đúng rồi, tốt lắm. Thở ra hãy luồn tay phải về phía ngực của mình, tay trái về phía ngực. Hít lên, vươn cao. Thở ra lần nữa, luồn tay. Đúng rồi, hít lên. Chị Cúc mông cao quá, hạ mông xuống. Thở ra tiếp tục lần 3. Hít vào, nâng tay lên. Xoay chân lại, chống tay về, về ngược, thở hết. Cố gắng chúng ta xốc cái bả vai lên và siết toàn bộ cái vùng bắp tay lại. Đẩy đỉnh mông lên cao và rút sâu rốn lại. Hạ gót chân xuống nữa tí, Huê ơi. 3. Cố gắng lên nào. 2. Và 1. Nâng mặt chân trái chúng ta bước lên giữa hai tay. Đúng rồi. Chiến binh vươn dài lên, hít thật sâu. Rút sâu cái rốn lại cho em nào. Đẩy cái hông và chúng ta lần này lại xoay cái hông bên phải về phía trước để hai hông chúng ta được cân bằng nhau. Chống lại hai tay phía thảm. Rút chân ra sau tấm ván cao. Lưng mông vai trên một đường thẳng. Quặn xương cùng và siết toàn bộ cơ thể lại. Hai chân tách rộng, xoay gót chân sang trái. Rồi rút tay phải vươn dài ép sát về phía mang tai. Cố gắng chúng ta siết cơ bụng lại, đẩy hông về phía trước. Đúng rồi. Thở ra hãy đưa tay trái về phía eo lườn của mình. Hít lên, giữ cái hông không xoay hông. Thở ra, đúng rồi, chúng ta đẩy vai, toàn bộ cái vùng thắt lưng được kéo giãn. Hít vào, thở ra, đúng rồi. Lần cuối, hít lên, thở ra, luồn tay về phía eo. Xoay tay lại, chống về phía thảm của mình. Về ngược, thở ra thật chậm. Đẩy cao đỉnh mông lên và rút sâu rốn lại. 3, 2, và 1, nâng mặt lên. Rồi ạ, mời cả lớp thu cái tay trái lại về giữa thân người của mình một chút. Hít vào, rút tay phải vươn dài lên cao. Thở ra hãy hạ vai phải và má đầu phải xuống. Chúng ta luồn tay phải, hạ vai xuống. Đúng rồi đấy, thơm. Không, thẳng gối ạ. Đẩy người lên nữa đi. Đẩy người nữa lên. Đẩy người nữa lên. Chúng ta trùng nhẹ cái khuỷu tay trái để hạ vai. Đúng rồi. Chúng ta trùng nhẹ cái khuỷu tay trái, hạ vai xuống. Đúng rồi. Hạ vai này, hạ vai em. Đúng rồi. Lên gối đi. Đúng rồi, tiếp tục nào. Rút tay bên trái lên.
vòng tay trái phía sau và lần về phía má đồi. Lúc nãy là chúng ta ở tư thế quỳ, bây giờ là phải đẩy gối lên, đẩy gối lên. Tốt lắm. Tì chắc cái bả vai lại cho em nào. Ai tốt hơn hãy rút chân bên trái lên. Tốt. Đạp thẳng gối bên phải nào. Đúng rồi, giữ ở đây và hít thở sâu đều. Chúng ta bám chắc cái tay về phía thảm, úp lòng bàn tay bên phải xuống, sau đó bám chắc về phía thảm. Đúng rồi, tốt lắm. 4, gắng lên nào. 3, đúng rồi Giang. Người ta nâng gối. Và 1, xoay người lại, hạ chân về phía thảm, nâng ngực lên, nâng mông, nâng gối lên, về ngược. Rút sâu dồn lại. 3, 2, và 1, tiếp tục nào, nâng mặt lên. Chúng ta đưa cái tay phải về giữa thân người của mình, hít vào rút tay trái vươn dài lên cao. Thở ra hãy luồn tay trái và hạ bả vai, hơi trùng nhẹ khuỷu tay này, trùng nhẹ khuỷu tay. Đúng rồi, chậm rãi thôi, chậm rãi thôi. Nếu có thể em không cần hạ gối, còn nếu không em hạ gối xuống. Đúng rồi, hạ gối hạ vai, sau đó nâng gối lên. Đúng rồi, tiếp tục nào, rút tay phải lên cao. Thở ra hãy vòng tay phải phía sau lưng. Đúng rồi, chị cứ hạ gối. Đúng rồi, ai tốt hơn chúng ta đi bộ cái chân gần với người mình hơn, đẩy đỉnh mông lên cao. Tốt lắm, sau đó rút nhẹ chân bên phải lên nào. Đúng rồi, vuốt mũi bàn chân. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Làm chậm thôi, chúng ta hãy làm chậm để cảm nhận cơ thể của mình. Lên thêm chút nữa, đúng rồi, tốt lắm. Xoay vai hướng mắt nhìn lên trên. Ôi, chị Hiến này siêu kinh khủng luôn. Đúng rồi, tốt. 4, 3, tốt, 2, và 1, chống tay lại ngang ngực, hạ chân và chúng ta nâng người ngồi về kim cương luôn cho em. Ngồi về kim cương và chúng ta hít thở điều hòa. Hai tay vươn cao lên, hít thật sâu. Thu tay lại, cúi cằm về phía hõm cổ. Lần 2, hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít thật sâu. Thở hết, kéo cằm về hõm cổ của mình. Rồi mời cả lớp chúng ta hãy chống tay về phía trước là trượt dài, nằm úp bụng về phía thảm. Nằm hẳn úp bụng về phía thảm. Đúng rồi. Hai tay chúng ta khoanh tròn, khép vòng tròn năng lượng. Nghiêng má và chúng ta hít thở điều hòa đi chút đã nào. Thả lỏng cái vai ra. Đúng rồi. 4, 3, 2 và 1. Rồi mời cả lớp nâng mặt dậy, cằm chạm thảm nào. Hai tay thu về vị trí ngang ngực của mình, cằm chạm thảm. Xoay vai mở ngực, hít vào chúng ta nâng người lên. Nâng lên, không cần quá cao nào, chỉ nhấc cái rốn lên, mở cái ngực ra, vươn cằm về phía trước, khép khuỷu tay vào. Chị Cúc, khép hai khuỷu tay vào phía hai bên lườn của mình. Đúng rồi. Thở ra hay gập bàn chân phải lên cao. Xoay nhìn qua vai trái về phía gót chân phải của mình. Đúng rồi, nâng ngực lên chút nữa chị Thu. Nâng nhạc nhấc hẳn cái ngực lên khỏi thảm. Xoay nhìn qua vai trái về gót chân. Đúng rồi. Thở ra hạ chân xuống, xoay người về cằm chạm thảm đi ạ. Vẫn khuỷu tay về phía ngang vai của mình. Hướng khuỷu tay lên chị Huê ơi. Hai cái bàn tay ở phía ngang ngực là khuỷu tay sẽ được nhấc lên. Đúng rồi. Cằm chạm thảm nào. Xoay nhẹ vai, mở lồng ngực, hít vào nâng cao người dậy. Đúng rồi. Khép hai khuỷu tay vào nách, xuôi cái vai xuống, không rụt cổ, vươn dài cái đầu ra nào. Đúng rồi. Gập bàn chân trái lại, sau đó xoay qua vai phải, nhìn về phía bàn chân trái. Nâng ngực lên chút nữa chị Mai. Thêm chút nữa. Đúng rồi. 4. Đúng rồi. 3. 2. Và 1, xoay người lại, hạ chân, cằm về phía thảm.
2. Và một tiếp tục nào, xoay vai, mở ngực, hít vào, nâng người dậy. Đúng rồi, mở căng lồng ngực, vươn dài cái cổ về phía trước, xuôi hai cái vai ra phía sau, khép tay vào nào Huệ ơi, khép khuỷu tay vào nách, thu tay lại thêm chút nữa, thu tay lại. 3, thêm chút nữa nâng ngực chị Thu nào. Đúng rồi, 2, thêm chút nữa nâng ngực nào. Và 1, thở ra, nghiêng má, hai tay chúng ta khép vòng tròn năng lượng, hít thở sâu đều. Bốn, ba, hai, và một, rồi mời cả lớp xoay mặt cằm chạm thảm, nâng người dậy. Cằm chạm thảm ạ. Nâng người dậy, xoay người sang bên phải, chúng ta hạ cái bả vai bên phải, bên trái về phía thảm. Đúng rồi, gấp bàn chân phải lại và đưa tay trái nắm về phía bàn chân phải, tay trái chị Liễu, tay trái cái tay mà chị vừa hạ vai ấy, lấy cái tay phải cầm cái bàn chân đó, sau đó đẩy lại nắm về phía chân của mình. Đúng rồi, đây em lấy cái tay này em cầm về đây đó, xong nó kéo lại nắm vào, đưa cái vai dịch xuống dưới chút nữa đó. Đúng rồi, tay trái nắm vào bàn chân phải, đúng rồi, gập chân trái lên, tay phải chúng ta nắm vào bàn chân trái, đúng rồi, hít vào nâng ngực lên, hai chân đẩy ra khỏi mông của mình, đúng rồi, xoay mặt nhìn về phía sau chân của mình, nhìn về cuối thảm, nâng cao ngực lên, đúng rồi, nâng cao ngực lên, chúng ta đẩy cái vai lên, 4, đúng rồi, thêm chút nữa nào, thêm chút nữa, đúng rồi, 3, ngón chân cái, chị quặc vào ngón chân cái. 2, đúng rồi, thơm tốt lắm. Và 1, xoay người hạ chân, duỗi dài ra phía sau, nằm nghiêng má, hít thở sâu đều. Chúng ta cảm giác như cái vùng eo của mình, chúng ta cứ cảm nhận như là một cái khăn mặt nó bị nó sũng nước ấy. Chúng ta càng vắt nhiều, nó càng khô nước, càng kiệt nước. Cái vùng eo cơ của mình cũng vậy, càng vặn xoắn nhiều chúng ta càng được cảm nhận được là cái vùng mỡ ở bên eo của mình nó được bắt. Rồi tiếp tục nào, nâng tay lại về phía ngang ngực, xoay người sang trái, chúng ta hạ bả vai phải về phía thảm. Rồi ạ, gập bàn chân trái lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau. Tách cái chân ra, nâng người lên, mắt nhìn xoay về phía sau. Rồi, quay. 3, 2, và 1. Xoay người hạ chân. Thở sâu đều. 4, 3, 2, và một rồi mở lớp kia người sang phải và chúng ta nằm lên. Chúng ta hãy nâng hai chân lên góc 90 độ. Hai tay vị trí sang ngang quả vai. Mở lòng ngực và tay lên thả lỏng. Hai chân thẳng và cuối. Mỗi lần cố gắng thêm chút. Thở ra hãy đổ tay, đổ chân sang bên tay phải mình. Đổ. Ai tốt hơn đổ cao tận lên. Phía hai bên lườn thu gối lại và chúng ta về em bé hoa thị. Hai tay đặt trong lòng bàn chân. Đúng rồi, tách gối sang hai bên và lăn nhẹ nhàng hai bên để mát xa cái vùng thắt lưng của mình. Hai tay đặt lòng bàn chân hai người, nâng chân thẳng. Đúng rồi, nâng chân lên thế, tách hai gối. Đúng rồi, Hey, come on,
ngoài cả lớp chúng ta hãy lắc nhẹ toàn bộ cơ thể. Sau đó vươn hai tay qua đầu, hít thật sâu, kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình. Thở ra hãy nghiêng người sang phải và chúng ta ngồi dậy. Rồi sau đó xoa thật nóng đôi lòng bàn tay. Rồi không nhẹ tay lên mắt. Hãy đón nhận hơi ấm từ đôi lòng bàn tay. Đưa tay ra xa nhìn vào lòng bàn tay để điều tiết lại mắt. Thu tay về phía trước ngực và cúi đầu chào nhau. Namaste.